Hello chào các bạn, hôm nay mình có một đồ chơi mới. Đó là hai chiếc đồng hồ hiệu Cospet, một cái vuông, một cái tròn. Lâu lắm mà không có nhiều đồ chơi để chơi cho nên là đợt này hứng thú mua đồng hồ đeo chơi. Thì cái vuông mình đã mở ra rồi và đưa cho ba dùng. Còn cái tròn này mình tính là mình giữ dùng cho nên bây giờ mình sẽ khui hộp cái tròn nhá. Đây là đồng hồ smartwatch nhưng mà cái dòng ít tiền, dùng để chuyên để quăng quật các bạn. Cái này khá là đẹp, 100 đồng một cái, rất là rẻ các bạn. Mình thích cái đồng hồ loại này để đi du lịch các thứ, va đập các thứ, đi làm đi các thứ, không sợ xước sợ xước các thứ gì. Cái hộp được thiết kế khá đẹp, không có nhiều tính năng như Apple Watch nhưng mà rất là đẹp. Đây là mở bên trong các bạn, cái đồng hồ hình tròn. Rút lên một cái các bạn, mở cái bọc này ra. Mở cái bọc này ra, mặt sau đồng hồ khá đẹp, mặt trước thì long lanh luôn. Có 4 nút trái phải và nó có cái chữ đề là Tank. Của mình là Tank T3 Ultra nha các bạn. Nhìn rất đã mắt luôn. Bên trong hộp ấy thì ngoài ra là có nội dung, là có một cái cục sạc hình tròn như thế này và một cái dây bằng cao su silicone gì đấy, có đề cái chữ Tank ở đây này, và một miếng dán màn hình và một quyển hướng dẫn. Thế thôi, nội dung chỉ có như vậy. Mình đeo lên xem có đẹp không nha các bạn. Đây là miếng dán màn hình này các bạn. Khi sạc á có một cái cục như thế này, đằng sau có hai cái chấu này, đặt nó lên như này, có 5 châm hút nó vào. Mặt sau đề là Design in the USA và Made in China. Design khá đẹp, mình thích cái có hai màu đen và màu bạc. Thì cái này là màu bạc nha các bạn. Cài cái dây này vào thì rất dễ. Các bạn cho cái chấu này vào đây. Thì mình sẽ đeo thử lên tay cho các bạn coi nha. Đấy, đeo lên như này. Nhìn trên tay khá là chắc khỏe, đẹp. Nhìn nó đỡ bị đụng hàng với cả Apple Watch ấy. Dân cứ đeo Apple Watch nhìn nó bị đụng hàng. Mình thích nó lạ lạ như này mà rẻ tiền nữa. Đấy, như này nè. Nè các bạn, nhìn đẹp không? Trước khi dùng này mình phải kết nối quét QR code xong rồi kết nối với cả phone đã. Nói chung là cái đồng hồ nhìn rất là đã này các bạn. Một ngày mà người tới xong thì mình đeo thì mình sẽ review thêm xem như nào. Bây giờ mình sẽ kết nối nha. Khi kết nối này các bạn gạt cái phone lên xong rồi bấm vào cái nút góc bên phải là bấm giữ một cái. Đúng không? Cái logo như này hiện ra, mình select English. Xong có một cái QR code như này, cho cái app, cài cái app này lên. Các cái bước login nữa các bạn. Đồng hồ này các bạn. Cái mặt quá đẹp luôn. Bấm vào có cái tính năng các thứ. Quá đẹp và lịch sự nha các bạn. Chờ update thôi thì mình nói chuyện với cả các bạn. Là mấy ngày hôm nay theo dõi ra Thầy Thích Minh Tuệ, rất là thích Thầy Thích Minh Tuệ. Tu chính đạo. Và con đường của Thầy là chắc chắn là sẽ giải thoát. Mình rất là kính phục Thầy Thích Minh Tuệ. Thì trong các video tiếp theo mình sẽ chia sẻ cái suy nghĩ và cảm nhận của mình về Thầy Thích Minh Tuệ. Bạn nào thích theo dõi các video tiếp theo của mình thì cho mình xin một like và một sub bên dưới nha. Thầy Thích Minh Tuệ là một cái điều rất là may mắn cho chúng sinh nói chung và người dân Việt Nam nói riêng. Đấy, nhưng mà chia sẻ với Thầy Thích Minh Tuệ thì mình cần phải làm một cái video khác nghiêm túc hơn một chút. Còn cái này là cái phần review đồ chơi của mình. Thì mình chỉ tạm thời như thế thôi. Đấy, sau khi ấy lên, cài lên á, thì nó yêu cầu update các thứ, thì update xong cái thì nó hiện lên một cái màn hình đồng hồ rất là đẹp nha các bạn. Tròn. Tắt đi. Các bạn bật lại như này.
quá đẹp luôn. Để mình xài một thời gian thì mình sẽ review thêm với các bạn, nhưng mà về mặt bên ngoài hình thức thì quá đẹp, nhìn chất dã man luôn, đeo bên tay cũng đẹp luôn. Này các bạn, nghe gọi thẳng trực tiếp từ đồng hồ, đẹp. Các bạn nào quan tâm đồng hồ thì mình sẽ để link bên dưới cho các bạn. Nhớ cho mình xin một like, một sub nhé. Thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Peace.